cậu tụi mình đã trong đàn. Càng đông thì lại càng gấu chó, mà có cấu thì tôi cũng không màng. Bộ tàn lông mà lại kèm đấu nó. Bắt đầu là sứ mệnh của tao, đố tụi mày dập được tay sao của thầy. Một cái beat mà tôi đang hít dâm tới đỉnh vật bơi trong bởi khát khao của mày. Đến từ DT, tao mày nghĩ đến cấp số sai là gì? Nếu sai tới nhất là tao, cả tao phất là cao mấy tao đồ đất tao lắm. Một cái tao bỏ nắp mấy cái tao cho mày cũng bắt vào bao. Là bằng ngành này vô mấy bộ tường thẳng mà tao trôi. Tấm tao lớn mà đụng vào tao mày bơi sao nổi. Đi sơ bị dưới tóc và chạy thì không bao giờ bằng nhau. Mày nghĩ đến cấp 1000 năm sau tụi mày sẽ được bằng tao. Tao rất tiếc là mày đã bị bắt bài đúng kỳ tao đéo quan tâm mày tới khi không mấy kẻ bắt. Tại tao biết cuộc cái gì nhất của mày là cái bằng phí mấy tính thế giới. Tao nói của mày cũng chỉ phòng bi một cái sau nhà rất dài. Thiệt là bọn mày thì có tôi đéo gì đâu hâu. Tao thôi bay niềm vui của mày trong vòng 16 câu. Còn lâu nhau, tặng đâu đâu là vết nhau của cái cấp vì sao không tự dẫn nó bao phô. Khắp mọi nơi nhuộm màu tan tóc mấy đứa còn hơn tụi mày trong tay mà nghe hip hop tan khúc. Chứ giờ mày chắc mắt tao vẫn là thằng hàng trên đường nơi đến còn chắc hay mắt vì sao vẫn thế vì mày không phải là tao đâu. Nhóc tao khai thống chí đạo cho mấy thằng ngu bụi này cái chắc thật sự đã ngủ từ lâu bao năm giờ đã bụi đầy. Khi mà tụi mày nắm cái này cho tụi tao ta không phải phép một ngày để có được khó bài hay kề tay.